眼前，沧桑亦可笑谈际贱，百变相见分别明白是际缘，反复多变，可否问一句？或苦笑难有罪，计算一切戏明明白是注定，莫眷恋作片，有多少失败也依然在转，何以会志气中注过被背叛，为何明明是个寒冷，假装何其温暖？世界每天都变，星光背影可留恋，谁在意他朝的我怎么判có cái áo rộng thùng thình, nhưng ngày mai làm sao mặc đi hát được? Tao cũng không biết tại sao tao là má của mày nữa. Đẻ mày ra không có thân hình đẹp đẽ. Thôi kiếm cái gì chêm vô đại đi. Kiếm cái gì chêm đây? Kiếm cây để chêm vô hả? Con thì nghi ngờ má quá, làm gì mà có thân hình đẹp đẽ để bận cái áo này. Sao chứ? Mày nghi ngờ má của mày không có thân hình hả? Mày đi ra ngoài hỏi hết những đàn ông trên 40 tuổi cả Hồng Kông này đi. 90% ai mà không biết thân hình của nàng Lucy này ở chim sa chuỗi là dách lầu chứ. Nhưng mà sau đó bị đàn ông làm tàn tạ vậy? Đàn ông họ làm má tàn tạ thế nào? Tôi đừng có nghĩ dớ dẫn nữa. Ý của má muốn nói là ba con chết sớm quá, làm má buồn tuổi hết sức, cho nên chỗ nào không ốm nó lại ốm thỏn. Má à, cái áo của con thiệt rộng quá mà, hay đem ra tiệm may nhờ họ sửa lại giùm nha. Con chắc thi đậu hay sao? Má thiếu tiền mấy ông cho vay nặng lời, cho tới bây giờ còn chưa có trả hết. Tối ngày cũng tại má thôi, chịu chơi cái gì mà chèm chí tử. Nhưng mà kỳ này thì lại khác. Không khác thì khác hẳn. Nhưng mà nói thì nói nha, hồi trước mà tổ chức ba cái thi hát gì đó, con còn chưa có ra mặt hát, mấy ông giám khảo đã rờ đuôi của con rồi. Đúng rồi, nếu như mấy ông giám khảo mà rờ đuôi của con á, thì con cứ việc đá vô đó, đá cho mấy ông biết. Đúng rồi, vì chuyện của má mà. Chứ còn gì nữa, má của mày bán nghề chứ không có bán thần đâu. Năm xưa nếu má chịu cùng với mấy cậu công tử bột đó lên giường đó hả, thì bây giờ má đã ở nhà lầu nuôi chó bạc rê, ngồi rung đùi chứ đâu có cần phải sống tệ như vậy đâu. Má nói thiệt là đúng đó. Nhưng mà kỳ này thi tuyển thì khác hẳn. Mấy công giám khảo đó chẳng những không dám ra đùi của con, dòm cũng không có dám dòm nhiều nữa đó. Vậy sao? Nên kỳ này thi tuyển hả, công bằng lắm. Con phải dựa trên thực lực của con, ngoại diện của con, sắc đẹp của con. Còn nhất định kỳ này phải đậu mới được. Thiệt tin tưởng chính mình vậy à? Hình như bây giờ má không tin tưởng con thì đúng hơn. Được. Nè, sáng mai má đi bán luôn chiếc nhẫn này, sửa soạn cho con, để con thu cho tâm phục khẩu phục. Wow, sao bữa nay lạnh quá má hả? Má đã nói với con rồi, đừng có bận nó mà để tối nay rồi mới bận. Ai biểu ham đẹp quá. Áo mua về thì phải bận chứ, không bận thì thiệt thòi sao? Con thiệt. Đứng lại. Được quá, trả tiền đây. Anh Hùng à, nếu tôi có tiền chắc chắn trả cho anh, nhưng mà bây giờ không có. Có tiền mua sắm quần áo, không có tiền trả hả? Mà cho tôi là khờ sao? Đâu có, tôi đâu có dám. Không dám trả tiền liền đi, hả? Đưa đây. Chết đi. Mau về nhà đi má à, lấy đồ đó có lại, mau đi. Chết rồi, sắp sửa 6 giờ rồi, sắp tới giờ thi đấu rồi đó. Con à, nếu như bây giờ mà con bước ra đó hả, sẽ bị cái đám đó bầm bầm nát như là thịt bò vậy đó. Cơ hội hiếm có liều cũng liều một phen rồi. Ây da, con có bậy hay không đó, con bò xuống như vậy nguy hiểm lắm, cho dù con có đi á hả cũng phải bò từ cái ống cống cửa sau đi xuống. Được, má nhớ dặn lại vô, đón nghe thì tức con nhận giải thưởng nha. Bye bye. Cẩn thận nha con.
Nè là cổ bên kia kìa. Đứng im lại. Chạy đi, người ta muốn giết ta kìa, chạy đi. Ủa, là cô à? Cô đúng là cái sao quả tạ đó, hãy gặp cô ha. Là cái gì cũng may mắn cả. Như tôi gặp anh đó thì tôi may mắn lắm. Kỳ rồi tôi gặp anh đó hả, tôi lại lấy được thưởng. Kỳ này gặp anh tôi lại thoát được tai nạn, anh đúng là người sao may mắn của tôi. Cô ngồi đàng hoàng đi. Tôi không phải đi vô lưu thị để dự đêm tuyển lựa ca sĩ, bây giờ là trễ rồi đó. Ủa, sao mà trùng quá vậy? Có thiệt không đó? Được chứ, chạy nhanh lên đi. Mặc dù mình cặp bản nhạc tiếng hát ngày mai trình diễn hay à, chơi nó sướng đón chi hữu cả. Đúng như vậy, thí sinh này là một trong những thí sinh dự của tuyển lựa ca sĩ ngày mai đó. Ai biết? Bây giờ xin mời thí sinh kế tiếp. Là cái gì chứ? Nè, tới cô đâu kìa, không không vừa ra. Lẹ lên. Nè. Bộ có đi rồi sao? Anh cởi ra cho tôi mượn đi mà. Lẹ ra đi. Mượn cái gì chứ? Gần kế giờ rồi. Lẹ ra đi mà. Cởi ra cho tôi mượn đi mà. Cởi ra đi. Lẹ ra đi. Lẹ lên mà. Tôi dặn lại mà. Cởi ra cho tôi mượn đi. Gần trễ giờ của tôi rồi. Đừng có giận tôi mà. Cởi ra đi. Cởi ra, tôi muốn giận. Nè, đừng giận đâu. Cởi ra đi. Lẹ ra đi. Nè, đừng có giận tôi nha. Không có giận. Đừng có giận nữa mà. Không có giận đâu mà. Lẹ lên đi mà. Thế giờ của tôi rồi. Không thì không kịp nữa. Anh xây mặt qua chỗ khác đi. Nhanh lên. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn nhiều. Nè, nè, mau đem cái quần xuống đây trả cho tôi nha. Jet Jumbo. Nhi你看我其实我有这么得意过，你可不要问我这么高兴这么得意这么快活到底为什么，就是你来问我我也不想我也不能我也不会老是对你说，这这这不这这这不这这这这不这这不一定要我说，也不过默默无闻秘密和我这这不。 是别管我，也可以变得讨厌，变得啰嗦，加加蹦，加加蹦，加加蹦，加加蹦，加加蹦，加加蹦。 Thưa quý vị, buổi tuyển lựa ca sĩ do công ty điện ảnh Lô Thị tổ chức tới đây chấm dứt. Xin quý vị đón xem danh sách kết quả sau. Ai vậy? Mau gửi cái quần đã trả cho tôi đi. Gì? Anh dòm thẳng vào cặp mắt của tôi đã. Để làm gì chứ? Tôi tặng nụ hôn đầu tiên cho anh. Chà, giờ phút hồi hộp bây giờ đã tới rồi đó. Đúng vậy, trước khi công bố phần kết quả của cuộc tuyển lựa ca sĩ đêm nay, trước hết xin mời một vị khách quý lên khán đài để trao giải thưởng. Chúng tôi trân trọng xin mời giám chế tổng hành chánh công ty điện ảnh Lôi Thị, ông Lôi Bá Xuyên lên khán đài để trao giải thưởng. Xin mời ông Lôi Bá Xuyên. Giờ phút hồi hộp đã tới. Đúng vậy. Kết quả giải nhất của cuộc tuyển lựa ca sĩ đêm nay. Giải nhất là cô Trịnh Tiểu Mẫn được giải nhất. Buông đài, buông đài đi. Chúc mừng cô Trịnh Tiểu Mẫn, xin mời cô Trịnh Tiểu. Nè, cô được giải thưởng đó. Tôi nhận được thưởng hả? Đúng rồi. Tôi được giải thưởng rồi. Nè, nè, trả quần cho tôi.
sĩ cho công ty Lô Thị tổ chức được kết thúc một cách mỹ mãn rồi. Xin cảm ơn quý vị quan khách đã tới tham dự. Chúng tôi xin chúc mừng cô Trình Tiểu Mẫn. Chúc mừng cô. Chết tôi rồi. Đồ hết rồi chứ có bao nhiêu thôi. Chỉ nhiêu thôi đây hả? Chị 20 đồng. Tôi đã nói là không có tiền mà. Tôi có tiền không dám trả cho anh hay sao chứ. Anh Hùng à, sống trong giang hồ cũng phải biết chịu chơi chứ. Anh cũng như hiểu tôi bị người ta hại đó mà. Nó đã bỏ trốn rồi, tôi bảo lãnh cho nó, trả tiền cho anh là đúng lắm. Nhưng mà anh cũng phải thông cảm cho tôi vài ngày chứ. Khi bà liễu mép còn nói thông cảm thời gian cho bà, cho thêm 10 năm bà cũng đâu có trả dứt được. Này vậy đi, biểu con gái của bà ngủ dình Hùng tôi vài đêm, tiền nợ thiếu à, bỏ hết đó. Ông nói gì chứ, bộ ông điên rồi hả? Con gái của tôi dù có nghèo cách mấy đi nữa cũng không có làm điều đó đâu. Tôi đúng là không có tiền trả. Bất quá thì mấy ông quăng tôi xuống đường thôi. Hey, cha bà nói đó nha, bà xuống đường đi. Được. Nè, dạ, bà đừng bà, đừng bà, tôi chỉ nói trời vậy thôi. Đừng bà, đừng là cái gì vậy? Cứu ra. Má, má có sao không hả? Má người làm gì vậy? Mày dám mấy gan trở gì đây hả? Chắc là có tiền đưa ra chứ gì? Cái cúp này em đáng giá quá ha. Ông làm cái gì vậy mà không biết chữ hả? Cái cúp này là cái cúp hạng nhất của buổi tuyển lựa ca sĩ của công ty điện ảnh Lô Thị tổ chức đó. Hả? Mẫn à, con lấy được quán quân hả? Đúng rồi, má coi nè. Ây da, con gái của má thiệt là giỏi quá. Nè, bây giờ thì con của tôi nó đã có danh vọng rồi. Nó đã lấy được cái cúp này thì biết bao nhiêu ông chủ dành nhau mà ký hợp đồng thuê nó hát chứ, phải không hả? Anh Hùng à, anh đừng có sợ tôi không có tiền trả cho anh. Rườm rà quá vậy. Đi ra ngoài mấy tiếng đồng hồ thôi, trở về là nói lấy được quán quân hả? Bà cho tôi là ngu sao? Ông nếu thì ông có quyền không tin thì ông cứ việc chém tôi đi. Để coi ngày mai tôi không đi ký hợp đồng với Lôi Thị được. Đến lúc đó ông nói làm sao với người ta. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ hù tôi hả? Nè, anh Hùng à, tôi nói là bả Xuyên là thứ không phải dễ chọc ghẹo đâu. Tiếc. Nè, không có gì thì cứ về đi. Vài bữa nữa rồi tới đây lấy tiền. Tôi cũng cho thêm 2 bữa nữa nữa. Nè, nếu như qua 2 bữa không lấy tiền thì tôi làm thịt 2 bà con một lúc. Đi. Dạ, ráng lo nha. Nhớ nha, 2 ngày đó. Má làm cái gì kỳ vậy chứ? Ây da, thiệt là má hết hồn đó, con nó về được đây. Nè má coi đi. Ây da, lấy được cái quán quân vậy đó hả? Ây da, má thiệt đã nói con là đứa con gái giỏi của má đó mà. Cảm ơn. Nè em Lôi à, xin mời cô Mẫn chụp hình với cô được không? Xin mời. Tôi là má nó đây, còn có giống hai mẹ con không hả? Hồi xưa tôi cũng cả hát nè. Xin mời đứng chụp hình nha. Xong chưa hả? Bắt đầu chụp hình nha. Cười lên. Cười lên đi. Nó chắc cho chút đi ha. Đẹp lắm đó. Đẹp lắm hả? À nè ông Lôi à, xin phép ông tôi qua chào hỏi mấy ông chút nha. Chào ông Quỳnh, chào ông Lý. Mẫn này kiểu như là cháu tôi đó mà. Đêm nay long trọng như vậy tôi làm sao vắng mặt được chứ. Không mấy bữa nay tôi đãi hết cho. Má Mẫn à, tối nay tôi đã đặt bàn rồi. Vậy tôi đãi hết cho nha hả? Vậy đồng ý chưa hả? Vậy con tôi sao? Mấy ông dành nhau đãi tôi thiệt ngại quá, thôi tất cả đi. Nhưng mà thôi, cái chuyện qua mấy ông từ từ tính đi nha. Bởi vì từ nay con Mẫn nó cũng bận lắm. Nhưng mà vậy, bình thường mấy ông cũng nể tình nó quá. Vậy thì mỗi tuần nó hát cho mấy ông một suất có được hay không hả? Về mặt tiền công á thì đại cái lên chút xíu đi hả? Bao nhiêu? Theo giá bây giờ thì tăng gấp 10 đi. Hả? Gấp 10 à? Người ta có nói có danh vọng rồi thì giá trị gấp 10 lần nữa chứ. Tôi yêu cầu như vậy hợp tình hợp lý lắm. Tôi còn phải qua bển chào hỏi mấy ông nữa. Thôi xin chào nha, để khi khác hả? Thì dữ tượng quá, hèn chỉ nói gấp 10 lần. Chào cô. Ở đây là phòng thu âm dù gì hát của Lôi Thị.
về thiết bị còn tối tân hơn cả dùng đồng là má nữa. Má à, hả? Con không ngờ đứng trước thiết bị tối tân như vậy mà con vừa được giá đầu tiên. Đúng rồi, công ty lớn đó mà, máy móc phải tối tân chứ phải không ông Kiều? Ây da, má quên một điều này. Chuyện gì vậy? Nè nè mấy cậu à, ăn lê đi. Nè, ăn đi. Nè cậu nè, con gái của tôi nó không có biết gì đâu, từ nay nhờ mấy cậu chỉ dạy giùm cho nó nha. À, có gì đâu. Nè nè, ăn thêm đi, ăn thêm đi, ăn thêm cho nó mát. Nè ông Cương à, ăn trái đi, ngọt lắm đó. À đúng rồi, từ nay nhờ ông giúp đỡ giùm cho con Mẫn nha. Ờ, nhất định, nhất định. Cảm ơn ông. Nè, ông đạo diễn đó hả, ăn một trái đi, ăn mát lắm. Nè, đó là con gái của tôi. Xin lỗi đó anh Cương, má tôi như vậy có làm trở ngại gì cho anh không? Đâu có sao, trong giới này mà thông thường có những người như vậy mới vui chứ hả? Con chưa có quay mà, có gì đâu chứ. Chị Mẫn à, uống miếng nước trước đi. Ờ được. Con nhỏ đó là ai vậy? Ờ, cổ là ca sĩ mới của công ty mình đó, Trình Tiểu Mẫn. Người đó là má của cổ. Vậy sao? Khi phê mà cũng học người ta lên mặt hả? Vậy mà cũng đi lấy lòng thiên hạ nữa. Phát đổ hết rồi chứ. Chị Mẫn à, ăn trái lê đi, nó ngọt lắm. Bà, cái thứ này vừa chua vừa nhắm, tôi ăn không quen đâu. Tôi chỉ thích ăn lê Nhật Bản thôi. Chị Liên à, bữa nay tôi thấy thoải mái. Chị hỏi tất cả anh em ở đây muốn ăn cái gì, tôi đãi cho. Ê, nè các anh à, bữa nay chị Mẫn đại khách nhà, muốn ăn cái gì cho tôi biết đi hả? Ông đạo diễn à, bữa nay chị Mẫn đại khách ông muốn dùng cái gì? Cà phê đi. À, dạ dạ được. Nè anh em muốn ăn cái gì nha, cô bạn đợi khách nha. Được, được, được. À, được, 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 cảm ơn. Để coi chừng nào mày mới xa đọa. Mai mốt đó Lê cũng không có mà ăn nữa. Chị Mãn à. Chị Mãn à. Không có cái chị có thể. Chị Tuấn không phải gì cần. À, có phải có thể cho chúng tôi biết dạy câu được không hả? Biết đi mà. Dạy dạy dạy. Nói vậy. Má, cần chị phải giận chứ. Người ta không ăn thì thôi đi. Nè anh kia, anh Tuấn à, chuẩn bị mang tới quay đó nha. Được, mang tới này không phải quay đây chứ hả? Đạo diễn, anh Cương. Anh Cương, đạo diễn, tôi tới rồi nè. Má, má đứng ở đây nha. Ê, anh còn nhớ tôi không? Không nhớ. Tại sao lại không nhớ tôi chứ? Không có nhớ. Nè, nghe nói qua ngày hai người lạ lắm đó nha. Cổ lại hỏi mày nhớ cổ không, mày lại nói là không có nhớ. Hai người làm gì đây? Anh đừng có lo tới cổ, cổ thì khùng á mẹ. Nhưng mà nhìn mặt cổ cũng đâu có giống khùng chứ. Người đâu có thể nhìn tướng được. Ê, bộ tóc kia, nhớ. Ờ, nè, 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 bộ con quen chứ con Mẫn sao? À, tụi tôi... Ờ, nè, nè, quan hệ sao hả? À, quan hệ sao hả? À, chị biết đi, chị biết đi. Nè, 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 hai đứa đó, hai đứa đó hả, quen thân lắm rồi, mê lâu lắm rồi đó. Má, chụp đi chị, nè, chụp đi nha, chụp đi, chụp đi. Nè, tôi còn chưa biết tên anh đó đó nha. Tôi đâu cần phải nói cho cô biết. Em quay chụp hình đi. Ê, nè anh Kia. À, anh Tuấn đâu? Anh Tuấn biểu tao nói với mày, bữa nay anh phải quay bù một màn, không có rảnh đi coi phim với mày đâu. Vậy chỉ còn lại tao với cô Mỹ. Chỉ còn lại mày với cô Mỹ càng tốt. Nè, sự thật mày với cô Mỹ đã có cái gì chưa? Gì? Đã có gì chưa? Tao đâu có tội với mày vậy. Có gì tội chứ? Vậy nè, thì tay cổ mày cũng đã bắt rồi chứ gì? Đâu có, cô Mỹ rất là thùy mị. Chà, thùy mị cũng phải dung đắp chứ, có lý do gì mà tay cũng chưa có nắm nữa. Không phải đâu kìa, để tao dạy cho mày vài chiêu. Lát nữa mày vô tới rạp rồi á, sẵn tối âm u, lúc mơ mơ màng màng giả làm nảy mình, làm bộ dung vai, lấy cái tay gác lên vai của cổ. Sau đó mày giả cái cổ mày mỏi quá xây qua xây lại, sẵn trớn thì kê cái môi vô hung cổ một cái. Nè, tao không phải dê như mày đâu. Dê cái gì chứ? Nếu con nhỏ đó nó chịu mày thì nó đâu có ngại mày kê môi vô mà hung lên trên mặt của nó. Giao đó ai cha, A Yi pei wo jiang gu shi, jiang dao tian liang ai. Ừ? Anh muốn đậu phụng hả? À.
Là gì kỳ vậy? Giơ tay cao quá hả? Quên coi mình hả? Xin lỗi nha. Anh không có sao chứ? Đâu có gì. Vậy coi phim đi. À. Hồi nãy hay quá. À. Nếu mà có anh Tuấn coi luôn thì Dương biết mấy. Sao cô cứ nhắc tới anh Tuấn hoài vậy? Đâu phải, anh với anh Tuấn anh mình là tam kiếm hiệp đó mà. Sao không thấy cô nhắc tới thằng Minh đi? Đúng rồi, anh ghét em lắm. Nói ngại nó bà cái thứ chuyện nhảm nhí không à. Ê, bị biên phạt rồi. Ê da, chết rồi, lẹ lên. Nè, thấy bà làm ơn đừng có biên phạt tôi mà. Nè, làm ơn đi. Đúng rồi. Má à, đã khuya như vậy rồi mà má đòi hoài để làm gì? Bữa nay tờ báo nào tờ báo nấy cũng đăng hình con chụp với bồ Tuấn. Con coi nè, hình nào hình nấy đều đăng rõ hơn là cô Mãn. Vậy sao? Mẫn à, con ở đời đừng có cái gì cũng không có quan tâm, xí xóa hoài cũng được. Con coi, con chỉ chụp hình với bồ Tuấn thôi, bây giờ báo nào cũng đăng ra hết trơn kìa. Má à, con biết má muốn làm tuyên truyền nhiều để lấy cho nhiều tin tức, nhưng mà con là ca sĩ phải nhờ chính cái miệng của con chứ không phải nhờ cái miệng của thiên hạ đâu. Đúng rồi, ca sĩ thì phải nhờ cái miệng của mình, nhưng mà muốn nổi tiếng phải nhờ cái miệng của thiên hạ, nhất là về vấn đề báo chí như vậy đó. Nếu như con có quan hệ tốt á thì ngày nào mà tiếng tăm của con không có trong đó. Con à, nếu như con nổi tiếng rồi, nhớ giờ phút chót đừng có bao giờ để người ta chè ép, nắm vững cơ hội. Con biết rồi mà, cơ hội là phải do chính mình đi nắm lấy nó, có đúng vậy không hả? Thì đúng rồi, mình chỉ làm văn nghệ chứ không có phải bán thần đâu, cho nên muốn nổi được hả thì phải nhờ tin tức báo chí thôi. Con biết rồi, tóm lại bất luận thế nào cũng phải giữ cái điểm yếu cuối cùng của nó, có đúng không? Đúng. Con buồn ngủ quá rồi, má cái việc đòi cắt đi nha, nghỉ sớm. Lần nào cũng vậy hết, hãy nói chuyện với con là buồn ngủ quá, con mệt quá, mệt quá. Má à, nếu má không được khỏe thì má đi về nghỉ ngơi đi nha. Mai mốt một mình con đi được rồi, khỏi cần má đưa con đi nữa. Cô Mẫn. Bác à, bác không có gì chứ? Ây da, má à, bác có sao không? Có cần đưa vô nhà thương không? Thôi khỏi, chuyện nhỏ nhặt thôi. Nếu được chỗ nào nghỉ ngơi thì càng tốt. Vậy thì dễ thôi, phòng con trển á, để con đưa bác anh tỉnh nghỉ ngơi nha. Làm phiền cậu thiệt ngại quá. Có gì đâu chứ, thôi đi đi, cẩn thận nha. Ồ, thì ra anh tên là Tống Tử Kỳ. Ủa, hai người quen nhau từ trước à? Thì kể như là quen biết đi. Nhưng mà nói ra thì nó hấp dẫn lắm. Có một lần ở hậu đài, anh cởi cái quần ra cho tôi mượn đó. Vậy thì đúng là hấp dẫn lắm. Đúng rồi, cả đôi bông của tôi còn bỏ quên ở chỗ anh đó. Ý, xem ra quan hệ hai người không đơn giản đâu nha. Nè, anh đừng có nghĩ dễ dẫn nha, tụi tôi chỉ là bạn bình thường thôi. Thiệt bạn bè bình thường à? Còn hình nào coi nữa không anh? Thiếu gì đây nè. Nè, nè, má tôi vô toilet lâu lắm rồi. Chết rồi, bà nó đau bụng, có khi nào bà xỉu luôn ở trong không? Má, ủa, má đi đâu vậy kìa? Có khi nào tôi bả về nhà không? Sao lại kỳ vậy? Thôi đừng nói nhiều nữa, để tôi đưa cô về coi có bả ở nhà không. Tôi tự đón xe được rồi. Không được đâu, giờ này làm sao đón xe chứ, để tôi đưa cô về nha. Ừ. Bồ Tuấn thế kìa. Lẹ lên. Anh Tuấn à, tại sao hai người đi riêng rẽ từ nhà xuống vậy? Quan hệ có phải là tao bật hay không vậy? Bộ hai người ở chung rồi đó hả? Nếu mấy người đừng nói bậy nha, đúng là nói bậy mà. Về việc này, anh giải thích sao? Thực tế tôi không cần giải thích, tôi với cô Mẫn không bao giờ có chuyện như vậy. Đó là anh nói không có thôi, nhưng mà mọi người ngoài đều cho anh với cổ có gì rồi đó. Tôi nghĩ cái đó chỉ là một chuyện trùng hợp thôi. Các ông có thể mở cuộc họp báo thanh minh vụ này mà. Có phải anh muốn đem chuyện này càng xé to ra không? Tôi muốn nói hoàn toàn sự thật.
Sự thật là công ty phải tốn kém rất nhiều để xây dựng cho anh một hình tượng như vậy. Bây giờ một tay anh quỷ hết rồi. Nếu anh còn như vậy nữa thì tương lai của anh chỉ bấy nhiêu đó thôi. Ông có biết không, tất cả câu chuyện như là cạm bẫy thôi. Mẹ cô Mẫn giả vờ đã bụng lên nhà của tôi, thực tế với giữ cớ làm tuyên truyền. Tôi kiếm bạn nói chuyện. Đứng lại. Không cần biết đúng hay không, tôi sẽ cho người điều tra. Hơn nữa kết quả thế nào tôi cũng cấm mình không được nói chuyện riêng rẽ với bất cứ một ký giả nào. Bây giờ tôi bị người ta hàm oan, ông cấm tôi lên tiếng sao? Đúng vậy. Anh còn muốn ăn chén cơm ngay này nữa không? Nếu muốn ăn nữa thì anh phải nhịn. Ông Lôi, câu chuyện này xem ra cũng là mẹ con cô Mẫn muốn làm tiên truyền. Có cần dạy đời họ không? Tôi không muốn để cho họ tạo thêm cơ hội để cho họ tuyên truyền nữa. Nè Minh. Gì đó đạo diễn? Bộ tưởng sao chưa tới vậy? Tôi đã hối anh nhiều lần rồi. Hối thêm nữa đi. Dạ đạo diễn. Mệt quá đi. Bây giờ tính sao? Bộ anh chờ lành ngon lắm hả? Bắt mình phải chờ từ mấy tiếng đồng hồ. Thôi đi. Làm ăn gì mà kỳ quá vậy? Đúng rồi, mệt lắm mà. Bây giờ tính sao bây giờ đây? Anh có tới không hả? Không tới tôi về nha. Đúng rồi. Anh làm gì mà ồn vậy? Hay là bây giờ người ta đang ăn uống với cô Tiểu Mẫn rồi, chưa tới kịp đó mà. Hình như câu chuyện này đã bị ông Dân Hạch hỏi ảnh lung tung rồi đó. Thiệt? Thiệt. Nè nè nè, có sao hả? Cái gì chứ? Tới thì tới. Tuấn à, sao hả? Lô Bá Xuyên nói gì đây? Tôi đâu biết gì đâu, ông hỏi ông đi. Anh Cương. Ừ. Anh Tuấn còn tánh nít lắm, đừng có buồn ảnh nha. Tâm trạng không được thoải mái thôi, có gì đâu mà buồn. Ừ. Nè, tất cả vô chỗ. Bữa nay tôi bận lắm, tôi không quay đâu. Nói cái gì đây? Tôi đã chờ có buổi rồi, có hiểu không hả? Tuấn à, cứ nghỉ trưa chút xíu đi, chúng ta quay lại. Tôi nói này tôi bực lắm, tôi không có đóng đâu. Nè, ở đó không đóng là không đóng à? Anh lạ chưa? Tụi này chờ anh quay cái màn đó thôi, chờ có buổi. Tài tử à, lòi bự à. Tôi cho mày biết nha, chuyện bữa nay không liên quan tới mày, tao không muốn gây với mày. Anh Tuấn. Kể tao. Anh Tuấn. Kể tao. Anh Cương, nếu còn về trước sau gì cũng tự mình cho chết mình. Nè, họ phấn đâu? Má à, đừng có nhỏ mọn quá có được không chứ? Má không phải nhỏ mọn đâu, má chỉ ân quán rõ ràng thôi. Còn có biết hồi trước nó nói xấu má con mình sao không hả? Nó nói con ăn ở tùm lum với đàn ông rồi kìa. Không ngờ con gái của má ngày hôm nay lại bảnh như vậy. Trịnh Tiểu Mẫn, có một người muốn gặp cô. Chà, khách quý đó nhờ. Cô làm cái gì á, tự cô biết đi. Chà, ba cái thứ tên lập nhạp này có gì đâu mà lạ chứ. Cô đừng có gạt tôi nữa, anh Tuấn đã nói cho tôi biết rồi. Cô dàn cảnh cái giả chụp hình để tuyên truyền phải không? Chà, đau lắm nhờ. Người ta nói anh tin sao? Ai cũng nói thống đốc Hồng Kông là đàn bà, sao anh không đi cưới ba đi? Tôi á nhà Trịnh Tiểu Mẫn sống ở trong giang hồ mười mấy năm rồi. Cần gì phải nhờ tuyên truyền ba cái thứ như vậy, anh đi chỗ khác cho đi. Được, cũng được. Nhưng mà cô phải đứng ra thanh minh cái vụ này. Lẽ ra ấn tượng của anh Tuấn với tôi thì tôi có bao giờ từ chối vụ này đâu, đúng không? Nhưng mà anh thấy ghét quá thì tôi không ra thành mình đó, làm gì tôi? Ha, cô. Cô để cái gì? Tôi muốn anh đi cho lẹ đi. Nếu không tôi hồ lên là hiếp dâm để anh khỏi đóng về bá lộ thị luôn. Hèn hả? Đi chứ. Hừ, cô mà cần làm tuyên truyền như vậy hả? Thiệt ngu xuẩn. Má, lần này không phải cũng do má nữa chứ? Má đã nói qua rồi. Má thấy hai đứa tụi bay thân mật quá, thỏ thẻ quá. Má không làm trở ngại hai đứa, để hai đứa đi sâu vô tình bạn mà. Nhưng mà tự nhiên ký giả lại tự nhiên giết ào lên vậy à? Má đâu có ngờ chuyện lớn như vậy đâu. Má định là tụi ký giả chỉ biên con qua lại thân mật với Bộ Tuấn hay là có một điều nào khác thôi. Ai biết được nó làm rùm beng tới như vậy. Hồi trước má trong nghề này má phải biết rõ lắm chứ. Ký giả hồi trước nó không có biên bậy như vậy đâu.
Bộ con tưởng má muốn con gái của má bị người ta biên tới cám dỗ đàn ông sống chung với thiên hạ sao? Má thì kỳ quá đi, làm con lộn ầm đuổi họ đi nữa. Ngày mai con phải về hãng phim. Về hãng phim làm gì? Thì phải tới đó xin lỗi người ta, thanh minh rõ ràng chứ. Má muốn làm cái gì phải hỏi con qua một tiếng, tiền là tức chết đi. Nè, con đừng có đi nhanh quá chứ, má mệt quá rồi đây nè. Vậy thì má ngồi xuống nghỉ đi, để con cái taxi. Ây da, sao cậu chỗ nào con ói mà lại ói mửa sau lưng tôi chứ? Cậu thiệt là tệ quá đi, thiệt là. Xin lỗi nha. Thì ra bà lẻo mép này. Anh Tuấn, anh đó hả? Cô cũng có ở đây nữa hả? Chuyện kia rồi là do má tôi có lỗi. Tôi thay má tôi xin lỗi anh nhờ. Xin lỗi? Mấy người thích làm tuyên truyền làm cái gì? Ký giả đâu? Ký giả đâu rồi? Kêu họ ra đây đi. Hả? Được, cô muốn làm tuyên truyền cái gì? Đúng không? Thì tôi làm tuyên truyền với cô đây. Bà ta ra mà, cái thằng khốn kiếp kìa. Cái thằng khốn kiếp kìa. Thằng khốn kiếp kìa. Dám là cái gì vậy? Anh đi đánh mắt hả? Tôi đánh là chết à? Trình chết à? Trình chết à? Đánh là chết à? Cái thằng khốn kiếp kìa. Đánh là chết à? Đánh là chết à? Kìa, ông bộ tướng đánh lộn nè. Mau lại lấy tin tức đi, mau đi. Đánh là chết à? Đánh là chết à? Chết luôn. Công ty tôi lăn xê hai người mới đó, hôm nay hoàn toàn bị bôi nhỏ hết rồi. Ông Dân, chúng tôi cũng không muốn vậy đâu. Bà không cần nói nhiều nữa. Câu chuyện kỳ trước, chúng tôi đã nhắm mắt làm lơ cho bà. Tôi tưởng là bà biết tự lo liệu. Ai ngờ đâu, hai người hoàn toàn không biết gì tự trọng. Đem câu chuyện càng ngày càng to lên. Mấy người đừng lên mặt quá nha. Những người đang mơ mộng làm ca sĩ, làm tài tử thì hằng hà. Ông Lôi lăn xê được mấy người, thì cũng lăn xê được người khác thôi. Bộ tôi sợ sao? Vậy thì ông Lôi muốn gì chứ? Ông Lôi muốn hai người đứng trước mặt ký giả bắt tay giảng hòa với nhau. Còn nữa, hai người phải nói rõ ràng trước mặt đám đông. Nói rõ ràng với hai người không có quan hệ gì. Được thôi, không thành vấn đề. Trừ khi bộ tướng chịu cúi đầu xin lỗi với má tôi, tôi còn mở cuộc họp báo ký giả thanh minh riêng nữa. Cả câu chuyện đó là do hai má con của cô gây ra. Tại sao bắt tôi xin lỗi má cô chứ? Nè, anh đánh má tôi trước, giờ không phải lỗi trước hay sao? Nếu không phải do má cô gài bẫy khiến tôi bị công ty sạch sẽ, thì làm sao tôi đánh má cô trước? Con người tôi cái gì cũng có nguyên tắc. Đủ rồi. Có phải cãi lời ông chủ không? Không phải. Nè, con à, nghĩ ra cũng tại má quấy trước thôi, không thôi để má. Má à, mình làm văn nghệ chứ không phải bán thần. Mình làm lỗi thì phải xin lỗi chuyện đó hẳn rồi. Anh làm lỗi thì cũng phải nhận lỗi chứ. Tôi xuống cũng có nguyên tắc lắm mà. Được, có nguyên tắc. Anh cũng có nguyên tắc hả? Thì hai người đừng hối hận. Anh Tuấn. Anh Cơ, anh Tuấn nói gì không vậy? Bây giờ anh Tuấn tự nhốt mình ở trống kìa. Không có nói tiếng nào hết, không biết ảnh làm cái gì nữa. Ảnh làm gì kỳ vậy? Anh Tuấn à. Thanh Tuấn à, em làm ý đi nè, mở cửa ra đi, anh đừng có tự nhốt mình như vậy mà, anh ra đi anh Tuấn à, ra đi, anh Tuấn à. Vậy hết đi, tôi không muốn gặp ai cả. Nè, để cho tôi. Nè anh Tuấn à, mở cửa đi, làm gì chứ? Nếu mà không coi tôi bạn thân thì mở cửa đi. Thôi được, anh không coi tôi là bạn thân phải không? Tôi đi về. Đụng đi. Chơi không vui. Mấy thằng lính này dỗn quá đi. Bị xe đụng là gục hết. Ê, mày không phải định vô đây để khuyên tao chứ? Sao không nói tiếng nào vậy? Anh cũng lớn rồi mà, lời khuyên người ta ai cũng biết, cần gì mà nói nữa. Thì là chán quá đi. Tao không muốn đóng phim nữa. Đóng phim thiệt là rắc rối. Vừa phải lấy lòng ông chủ, vừa phải đối phó với bọn ký giả. Làm cái gì cũng không có tiền. Hồi trước tự do biết mấy, muốn gì thì làm vậy. Chán quá không muốn đóng phim nữa. Thật ra tôi đối với nghề điện ảnh cũng thất vọng lắm. Làm diễn viên cũng chán từ từ rồi. Nè, hay là vậy đi, hai đứa mình cùng nhau nghỉ hết đi nha. Nhưng mà anh á, phải chờ tôi làm luôn cái chuyện Lô Thô này đã. Ê, phim gì vậy, mày làm gì vậy? Bộ phim này là lần đầu tiên đóng chung với anh đây nè. Bây giờ tôi sẽ đốt hết nó, từ đây không rớt tới phim nữa. Ê, bộ phim không sao? Bộ phim này có giá trị gì kỷ niệm lắm đó. Bộ muốn thiêu quỷ hả? Chà,
Anh cũng bỏ rất nhiều thời giờ diễn xuất mà, nó cũng có giá trị vậy. Bây giờ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà anh định nghỉ nữa. Anh còn nhớ năm xưa tại sao anh Phong phải nhớ Rào không hả? Nhớ chứ. Anh thích đóng phim nào mà do anh thích đóng, cho nên khi anh chết cũng không chết được nhắm mắt. Vậy thì anh hỏi lại chính anh đi, nếu anh bỏ rơi điện ảnh như vậy anh có hối hận không đã? Anh sẽ có mà, nhất định có nữa. Thật ra tao cho mày vô cũng chỉ là cái cớ để cho tao dựa để đi đóng phim lại. Xin lỗi nha, báo hại của phim đầu tiên của mày phải như vậy. Bộ phim này hả? Ở trong kho hàng của ba tôi giữ thiếu gì? Ô, cái thằng quỷ này mày mảnh mung lắm nha. Nè, đối phó với cái tình trạng như anh đó hả, tôi không nghĩ ra cách đếm chảy sao được. Thôi mau đi làm đi, cả làng ai cũng chờ anh đây kìa. Yes sir. Đạo diễn, anh Cường. Anh Tuấn. Thế nào? Tôi tới làm việc. Được, mình đưa đối thoại cho anh Tuấn coi đi. Mới vừa soạn lại hết đó. Anh Tuấn, qua đây coi đi. Chỉ có anh mới khuyên được anh Tuấn mà thôi. Nếu mà sau này hai người hợp lại với nhau thì chắc chắn hay nhất trên đời. Cho công nhân tháo dàn cảnh xuống hết đi. Ai đã tháo dàn cảnh xuống hết vậy? Ông Lôi nói, nếu ông có gì thắc mắc đích thân đi hỏi ông Lôi đi. Tóm là chuyện Trần Phong đình lại vô thời hạn. Tại sao vậy? Cả tôi cũng không biết tại sao. Đó là ý của ông Lôi. Ông Dân, tôi muốn gặp ông Lôi, nhưng mà ông Lôi nói tạm thời không muốn gặp anh. Tôi đã nói với anh rồi, anh dứt khoát sẽ hối hận. Thầm Mộc đâu? Lập tức tháo cảnh. Khoan kêu món khác đã, ăn bây giờ ăn món hột gà này trước đi. Ê anh Tuấn, anh đừng có vậy mà, ở đây đông người lắm đó. Anh Tuấn à, nếu tôi như anh á thì tôi chịu cúi đầu xin lỗi. Có thể là chuyện không có gì nữa đâu. Hay là ông Lô có gì tính toán với người khác làm ăn lắm mà. Đâu có lý do gì bỏ vốn ra quay cuốn phim Tần Phong mà phải đền lại vô thời hạn như vậy hả? Ông là người làm ăn gì chứ? Lúc nào tao muốn quay thì ông không cho quay, lúc nào tao không đóng thì ông năn nỉ đóng. Bây giờ ông làm gì đây? Chuyện gì dần dữ vậy? Anh Cương. Ồ chào. Ông chủ làm vậy thì mục đích chủ yếu của ông là muốn cắt bỏ hết chế độ của diễn viên, là ông tự nắm lại cái quyền. Tôi không hiểu ý như thế nào. Ông không muốn phải có Tần Phong thứ hai xuất hiện mà hoàn toàn không chế ông. Tôi không cần biết ông làm cách nào, tôi chỉ muốn đóng phim lại, không muốn ngồi ngoài đâu. Nè anh Tuấn à, nếu anh bị đông lạnh lâu quá, khán giả còn nhớ anh là ai nữa đâu mà chờ. Chờ cái con khỉ, chờ tới lúc đó hả? Tương lai còn cái gì nữa? Sao họ thay đổi bất thường quá vậy? Đúng vậy. Đúng là minh tinh, minh tinh. Còn lúc sáng ngời thì kêu là minh tinh, còn lúc đen tối gọi là hắc tinh. Tất cả chỉ tại cô Mẫn thôi. Nếu cô Mẫn chịu ra thanh minh á thì làm sao báo hại được anh Tuấn? Nè, cô chở đây, đừng có vô trọng nha, hậu trường quan trọng lắm. Cô hát xong ra liền thôi. Nè cô Mẫn à, cô Mẫn biết à, cô biết cô là Mẫn cho tôi lắm mà. Nói cho tôi biết đi, có được không hả? Nói vậy câu đi. Tôi không muốn đang làm mấy ông đi có được không? Nói vậy câu đi mà. Không có lý à, ra đây đi. Tôi chào nha, bữa khác đi hả? Nói đi. Bữa khác nha. Không khác đi hả? Xin lỗi hả? Xin lỗi nha. Bữa khác nha. À thôi đi, đi. Nói vậy câu thôi mà. Chào cô Mẫn. Tôi đâu biết cô kiếm tôi làm gì. Em là bạn của anh Bồ Tuấn đó. Em kiếm chị là có chuyện muốn nói với chị. Cô đi đi, tôi không muốn gặp cô. Đi. Cô Mẫn à, cô làm ơn giúp đỡ cho anh Tuấn chút đi. Tôi năn nỉ cô mà. Cô nói chuyện thật buồn cười quá. Bộ tôi không có phim đóng thì khổ lắm hả? Còn tôi thì sao? Vậy hả, của tôi không xuất bản được thì ai tôi dịch tôi đây? Cô có hiểu hay không? Anh Tuấn nên rất là thích làm diễn viên lắm. Làm diễn viên là bằng sống thứ hai của anh mà. Cô giúp cho anh đi, làm ơn giúp cho anh đi mà. Còn tôi thích ca nhạc nữa nè. Ca nhạc là sức sống thứ nhất của tôi nữa đó. Chỗ này không phải thích hợp cho cô tới đâu. Cô đi đi. Cô coi như làm ơn cho anh đi, giúp cho anh đi nhờ, giúp cho anh đi. Nè, Trình Tiểu Mẫn tôi nói một là một, hai là hai. Ngày nào nếu mà anh còn chưa chịu cúi đầu xin lỗi với má tôi thì đừng hòng tôi chịu cái gì với anh. Hay là vậy nha, để tôi thay thế cho anh Tuấn cúi đầu xin lỗi với bác. Nè, cô đứng dậy trước đi. Chuyện này mà làm sao thay thế được. Cô giỏi quá, không tôi cứ thay thế tôi vô toilet đi. Đồ ngu.
hay là vậy nha, chỉ cần cô giúp cho anh Tuấn, cái gì tôi cũng chịu hết. Tôi chịu làm trâu làm bò cho cô, có thể giặt quần áo, rửa chén coi nhà, giữ trẻ em cũng được nữa, cái gì cũng được hết trơn đó. Phiền quá đi. Bịnh ra đâu rồi? Chuyện gì? Vô đây. Cô Mẫn hả? Đuổi cô này ra cho tôi. Cô Mẫn, cô Mẫn hả? Cô giúp cho anh Tuấn đi. Cô đừng đi nhanh quá, chúng ta là bạn nha hả? Chờ tôi dưới mà. Cô đừng nhanh quá. Không có sao, một lần lạ hai lần quen mà. Mẹ ông đừng có thể chồng nha. Mù tư giá đi bà. Mù tư giá đi bà. Nè, ông làm cái gì vậy hả? Nè kìa, mày khỏi cần lo quá chứ. Cô Mỹ gọi được điện thoại về tức là không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi. Nè, về tới kìa. Hả? Mỹ, có sao không vậy? Hả? Chuyện thì không có gì đâu, nhưng mà bị ông say rượu đó làm khiếp vía. Cái tên khốn kiếp đó hả? Để tôi đi tới đập ổng cho coi. Em cũng muốn để nghe nhờ biết. Vậy cũng đúng. Nè, cảm ơn cô nha, cô cứu giùm cô Mỹ. Nè, làm cái gì vậy? Tiền taxi đó, trả lại đây. Cái gì mà tiền taxi? Tôi đưa có về mà. Ý dơ. Tôi chỉ có bao nhiêu nè. Nè, từ nay hai đứa không ai nợ ai nha. Đồ điên. Mày nợ gì với cổ vậy? Vậy Mỹ à, tôi đưa cô lên trước nha. Ông Dân, ông kịp tôi hả? Anh cũng ngon lắm rồi. Hai ba ngày là cái chuyện lem nhem. Không có chuyện lem nhem là cái chuyện quan hệ nhảm nhí. Tôi không có làm mà. Còn nói không, không có hả? Anh coi đi, chữ lớn hàng đầu đó. Cô bồ của anh tối hôm qua cho phòng trà kiếm trình tiểu mở với thanh toán. Chuyện này bây giờ cả làng ai cũng biết. Ông Lôi rất thất vọng về hành động của anh. Bây giờ đang suy nghĩ chuyện Tần Phong có cần thay thế cho chính không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.